hôm qua Nga đã đưa ra điều kiện cho việc kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine, trong đó nói rõ phương Tây cần phải giải tỏa những quan ngại mà Moscow đã liên tục đưa ra gần đây. Trả lời báo giới khi được hỏi về cách thức chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với quốc gia láng giềng nhằm giải quyết những quan ngại của Moscow và hiện Kiev đang thảo luận với Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh. Ông Peskov bày tỏ hy vọng những quan ngại của Nga sẽ được giải quyết. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ mục đích của việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là nhằm bảo vệ an ninh của Nga, sau khi không nhận được phản hồi mang tính xây dựng của phương Tây đối với các đề xuất đảm bảo an ninh, trong đó có việc NATO phải ngừng mở rộng hoạt động về phía đông. Liên quan đến tình hình trên thực địa, theo tờ The New York Times, tới nay, binh sĩ Nga đã xuất hiện gần thủ đô Kiev của Ukraine và áp sát các thành phố then chốt ở miền Nam và Đông Bắc. Tại hai thành phố Kharkov và Chernihiv, chiến sự vẫn diễn biến căng thẳng và hai thành phố này hiện vẫn bị bao vây. Trong khi đó, Mariupol và Mykolaiv hiện cũng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Tuy nhiên, quân đội Nga đang đẩy mạnh đà tiến công.